Nghe má dặn nè, chuyện của anh hai con tuyệt đối không được nói hở ra với má hai, nghe chưa? Nhưng mà trước sau gì má hai cũng biết mà, sao mình giấu được hả má? Được lúc nào thì hay lúc đó. Dạ con biết rồi má. Từ má hai. Nè, má con mấy người đang giấu tôi chuyện chi? Dạ không có gì đâu má hai. Con đừng có chối nữa Tư à. Vừa nãy chính tai má nghe hai má con bay đang bàn cách giấu má chuyện chi đó. Dạ chuyện này tốt nhất là má hai không nên biết. Nè, nếu mà con càng chối thì má càng nghĩ hai má con bay đang âm mưu cái chuyện gì xấu xa. Dạ chuyện này liên quan tới bệnh của anh hai. Thằng hai? Dạ. Bệnh nó như thế nào mà tại sao con giấu giếm hoài vậy? Bộ nó bị nội thương à? Má ơi, kẻ thù ác không những đánh anh hai gây thương tích mà còn... Còn gì nữa? Nói mau, nói cho má nghe mau lên. Nó còn ra tay thiến anh hai một cách tàn bạo. Nó có chủ đích muốn cậu hai nhà họ Trương này á không có nói dỗi dòng giống.